tại trường tiểu học ở trường trung học phổ thông Tương Dương 2 ở huyện Tương Dương, Nghệ An làm thì là một cách rất là hay, một gợi ý rất là tốt để chúng ta có thể đưa các môn xã hội trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Các bạn dựa trên những tác phẩm văn học nổi tiếng như là Vợ Nhặt, Vợ Chồng A Phủ hay là Chiếc Thuyền Ngoài Xa và Chí Phèo, thầy giáo Nguyễn Quốc Phòng cùng với các bạn học sinh đã tự viết kịch bản, tự quay và dựng thành phim, và sau gần một năm thì 4 đoạn phim đã được hoàn thành. Cư dân mạng đã vô cùng thích thú trước sự sáng tạo của thầy và trò này. Đến lòng đến già còn không nói với nhau. Này, tháng ơi, xuống ăn miếng rau đã. Ăn gì thì ăn cả ăn rau. Chí Phèo đấy hả? Lẻ bè vừa thôi chứ, tôi đâu phải cái kho đâu. Cầm lấy mà cút đi cho rảnh, rồi làm mà ăn đi chứ, cứ báo người ta mãi à. Ông không đến đây để đòi tiền. Học đi đôi với hành, tuyệt vời thầy giáo Phòng. Giỏi quá, lớp này đáng yêu quá, em xem cười từ đầu đến cuối. Nhiều em học sinh tâm sự rất hào hứng với cách học sống động này, có em đã khóc khi hóa thân vào nhân vật. Các tác phẩm được dựng thành phim chỉ là một phần nhỏ so với khối lượng chương trình phải học, nhưng đã mang lại nhiều hứng thú cho học sinh.